an toàn giao thông tiếp theo thì lãnh đạo cũng thế nào, đã thấy khác so với mấy bài TV tặng mình chưa? Đẹp như mới tinh luôn các bác nha. Thớt đài radio hay còn gọi là thớt FM, mang giá trị chơi siêu tầm, bề ngang 43, chiều cao 14, chiều sâu 35. Mặt tiền đẹp như mới tinh luôn. Và những cái loại này thì nó zin đét luôn, không có hỏng ngóc gì. Mặt tiền như mới tinh luôn các bác nha. Nền đèn sáng cực đẹp luôn. Giá 1.300.000 đồng. Ở Hà Nội thì bắt 3 kênh đài, đó là 89, 90, 91. Còn ở anh em ở tỉnh thì không biết bắt những đài nào thì không biết. Mang giá trị trưng bày sưu tầm, nói nhanh là như vậy anh em nha. 100V, sản xuất tại Nhật Bản. Đặt vào âm ly Chio, âm ly Kenwood, âm ly Satsui, âm ly Denon. Những mẫu âm ly có cỡ 43 đấy, hoặc 44 đều được. 0941 891 914, Minh Audio Hòa Đông, Hà Nội. Giá 1.300.000 đồng tại gà. To như con âm ly, to hơn cả âm ly bình thường các bác nhá.